Sau đây, Quý Châu xin mời quý vị theo dõi IV News Thương về miền Trung do Tú Linh thực hiện. Dân chúng miền Trung Việt Nam đang chìm trong biển nước. Một miền thường hay bị thiên tai, bão lụt. Nơi đây vừa mới bị công ty Formosa thải chất độc, làm cho hàng ngàn tấn cá chết đến 4 tỉnh miền Trung. Chất độc Formosa thải ra làm cho cuộc sống của người dân khốn đốn, đói khổ, thất nghiệp. Trẻ thơ phải bỏ học để đi tìm kế sinh nhai. Gia đình ly tán để tìm sự sống. Nay lại thêm cơn bão và lũ lụt, vừa thiên tai vừa nhân tai, đã làm cho người dân khốn đốn lại càng khốn đốn thêm. Nhìn những hình ảnh tang thương, ai xem qua cũng không cầm được nước mắt. Cảnh người dân phải lên tận mái nhà vì nước đã ngập đến mái nhà. Cảnh người đưa những cánh tay không còn sức để vẫy vùng, cố kêu cứu, hy vọng được có ai đó trông thấy. Cảnh làng mạc chìm trong biển nước. Còn cảnh nào thương tâm hơn khi hai đứa bé đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Còn có những đứa bé đã đưa được cái đầu ra khỏi gạch ngói, mong được ai đó đến cứu. Có những người may mắn được cứu sống, có những người kém may mắn đã chết trong biển nước. Khiến tôi nhớ đến một bài hát ngày xưa. Xác người nằm trôi sông, trôi trên ruộng đồng. Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây. Xin quý vị hãy cùng SPTN và bên em đang có ta Foundation đóng góp một bàn tay giúp đỡ những người khốn khó tại Việt Nam. Họ đang cần sự giúp đỡ của quý vị với chủ đề Thương về miền Trung. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ống, nguyên chất thơm ngon, không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Warehouse Super Sale, Phenachon tiếp tục mở tung kho hàng, đại hạ giá đến 80% off, trả góp dài hạn không tính tiền lời, thêm nhiều quà tặng giá trị. Sony 48 inch 448 đồng, SBR 4K 65 inch siêu mỏng 1298 đồng, tủ lạnh máy giặt máy sấy giá rẻ vô địch, nồi thủy tinh của Pháp chảo Korea, nồi cơm điện Japan 15% off, kềm nghĩa cao cấp OMI đặc chế từ stainless steel Japan, tinh xảo bền bỉ giúp làm nhanh thu lợi nhiều, giá đặc biệt cho thợ nail chỉ có tại Telechon. Inada Mecochain làm tại Nhật tặng quà 600 đồng trả góp dài hạn không tiền lời. Nệm thiên nhiên Magniflex Italy 2999 đồng tặng bộ giường 1500 đồng. Bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off tặng TV. Lobo Karaoke máy rung tăng mở giảm cân héo máy sauna bớt đến 2000 đồng tặng quà giá trị. Shampoo dược thảo Hàn Quốc chống rụng tóc 60% off. Warehouse Super Sale đại hạ giá từ 10 đến 80% off mỗi năm chỉ một lần, xin đừng bỏ qua. Telephone 877-892-6999. Kính thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật 23 tháng 10 năm 2016, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ trưa tại Nhà Việt Nam, địa điểm 308 Hillwood Avenue, lầu 1, Falls Church, Virginia 22046, sẽ có chích ngừa cúm flu lần thứ hai do nhà thuốc Tây Walgreens bảo trợ. Nếu có câu hỏi, xin liên lạc Nguyễn Thu Thủy 703-622-2507, Hoàng Long 240-688-2024. Thông báo, Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn nhà Việt Nam xin trân trọng thông báo cuộc thi Em viết tiếng Việt 2016 dành cho các em từ tuổi 12 đến 24 tuổi và đang theo học tại các trường tiểu học, trung học và đại học tại Maryland, Virginia, Washington DC. Hạn chót nhận bài 5 tháng 11 năm 2016. Xin vào trang nhà Việt Nam www.vnlac.org để biết về cuộc thi Em viết tiếng Việt. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Lê Thị Nhị 240
401-8698, Hoàng Long 240-688-2024, Nguyễn Thu Thủy 703-622-2507. Và kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.